Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm cái NFT chess. Nó sẽ có khoảng 500 NFT nhé các bạn nhé. 500 slot hàng đầu. Thì có tem deep và dàn support đông đảo. Cái dự án này thì mình sẽ chatbot nhé. Chúng ta vẫn chatbot ở trên Telegram nha mọi người nhé. Chúng ta ấn start đây. Và đây thì chúng ta ấn vào join iDrop nha. Ở đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ này. Theo dõi cái group ở trên Telegram, ấn join. Tiếp tục một cái dự án nữa, join tiếp nha. Một cái group nữa, join tiếp này. Quay lại thì chúng ta sẽ theo dõi Twitter, Red truyền lại pin post. Cái này thì mình sẽ tắt đi nhé. Mấy cái này xong rồi. Website thì chúng ta visit website này. Visit Facebook này. Medium này. Chúng ta ấn vào một thể nhé. Channel này. Chúng ta theo dõi cái group. Quay lại. Đây là cái gì đây? Twitter. Chúng ta theo dõi Twitter và Red Train lại iDrop Train. Sau đây chúng ta ấn vào đây, ấn vào đăng ký nhé. Ở đây thì nó sẽ hiện một cái watch, cái đồng hồ. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái đồng hồ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nó không phải là cái nào cũng đồng hồ đâu mọi người nhé. Đấy các bạn ấn vào là ví dụ nó bảo là tiếng Anh ấy, nó bảo cái xe hoặc là cái gì thì các bạn dịch ra nhé. Theo click đúng một phát là được ấy. Ơi, email của tôi ra đi chứ. Nặng quá mọi người ạ. Nó không load được email luôn. Bó tay. Copy lại email, dán vào bot nha. BEP 20, đấy, cái dự án này thì mình sẽ sử dụng nền tảng BEP 20 ở trên ví MetaMask nhé. Hoặc là ví Chut Wallet cũng được nha mọi người. Theo dõi Twitter và Red Train lại pin the post. Các bạn ấn vào Flow. Like, Red Train. Ấn profile, chúng ta copy lại link. Dán vào đây nhé. Eo là còn bắt tôi red train nữa. Red train thì nó mà yêu cầu mình đăng thì mình sẽ phải undo đi nhé. Mình sẽ red train with qua từ tweet nha. Mình mới có cái bài viết như kiểu status của mình nhé. Đấy, copy dán vào đây nhé. Chúng ta vào đây. Theo dõi website này. Chúng ta chụp lại một cái ảnh. Rồi. Vào đây. Chúng ta ấn apply một cái ảnh lúc nãy lên nhé. Đây, ảnh mình chụp lúc nãy này. Đây. Ấn apply lên nhé. Upload. Copy nhé. Rồi. Dán vào đây nhé. Theo dõi Facebook và click vào Yes. I have a joy. Cái này tắt đi nhé. Facebook đây. Quay lại profile này. Copy lại link này. Dán vào đây. Nếu mà các bạn không muốn làm thì mọi người cứ ấn Clips đi nhé. Medium cũng thế, nếu bạn nào muốn theo thì chúng ta ấn vào theo. Cái này nó cũng không bắt buộc ấy, tại vì nó là option đấy mọi người. Lựa chọn đấy. Mấy cái này xong rồi thì mình tắt đi thôi. Để nó khỏi nhiều quá, nó không 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 chạy được. Đấy mọi người mà muốn theo Medium thì mọi người ấn Flow này. Và đây thì chúng ta vào cái profile của mình thôi. Chậm quá nhỉ. Đây, profile này, copy này. Mạng nó cũng chậm ấy mà. Dán vào đây này. I have a joy đã. Sau đấy thì mới dán cái link. Trời ơi. I have a joy tiếp. I have a joy tiếp. Group này xem theo chưa nhỉ? Theo rồi. Quay lại mọi người ấn đôn là được nhé. Đấy, ở dưới đó các bạn thấy chưa? Có một cái link giới thiệu bạn bè cùng tham gia này. Đấy, coi như là điền hết rồi nhé. Ví viết các thứ điền hết rồi này.
Medium thì tắt đi thôi, mình làm rồi. Ở đây thì có cái chương trình iDrop của nó, mình vào tìm cái con của nó ấy. Sau đó red train cho nó một cái là được nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn với dự án này. Mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Đấy, mỗi bạn sẽ nhận được 150 point.